Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Show Review. Các bạn xem video hãy giúp Show một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện xuyên không thành ma đầu muốn làm người tử tế. Tập 6. Sau khi múa mõm xong, cổ Kim Lai những ngón tay khẽ động vỉnh lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị. Từ đầu ngón tay, Kim mang lóe lên. Cả người vòng ra Kim quang uốn lượn, trong tay của cổ Kim Lai cũng bằng vòng nguyên khí ngưng tự ra một thanh kiếm ánh sáng. Nhìn cảnh tượng này, con hàng lão đại tứ hung liếm mép cười vui vẻ, cánh tay khẽ vuốt ve tóc ồ động lực của ngươi đã thay đổi rồi sao ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta với thanh kiếm đó sao con hàng này vừa dứt lời thì cổ kim lai đã hóa thành một tàn ảnh bóng đen biến mất tại chỗ nháy mắt một cái liền vút qua cơ thể của tên lão đại tốc độ như điện sệt khiến con hàng này chống đỡ vất vả nhìn cái tốc độ điện xẹt của cổ kim lai con hàng lão đại này cũng rén lắm ánh mắt co rụt lại vòng sang bên trái cổ kim lai vung một kiếm khí cực mạnh bắn con hàng kia lui lại khó khăn rơi xuống mặt đất gồng hết cơ đít để chống lại một đòn của cổ kim lai trong lòng con hàng này cũng không thể hiểu nổi vì sao thực lực của cổ kim lai đột nhiên lại tăng mạnh lên nhiều như thế nhìn cổ kim lai đang chầm chậm hạ xuống trước mặt tên này lên tiếng thắc mắc vừa rồi ngươi đã sử dụng kiếm pháp nào vậy ngươi muốn học sao cổ kim lai khẽ cười châm chọc nếu đã muốn học thì anh đây sẽ dạy chú dứt lời lại vung tay lên một đạo kiếm khí cuồn cuộn phóng về phía tên lão đại đập xuống đất đá bắn tung tóe tốc độ quá nhanh tên lão đại cũng không kịp bò né nghiến răng nghiến lợi dùng hai tay chặn đòn trước ngực đột nhiên lúc này trong miệng tên lão đại vang lên âm thanh quỷ dị đại ca đừng để hắn lửa nhìn cảnh tượng này cổ kim lai kinh ngạc nhìn chằm chằm chỉ thấy tên lão đại biến thành siêu say ra tóc cuồn cuộn cùng với những âm thanh quỷ dị vang lên liên tục đó chỉ là uống đan dược bắp bẩn nhanh chóng một chút một lát thôi cũng không có mạnh lên bao nhiêu tam đệ nói đúng đấy đại ca ta muốn làm mắm con hàng này ha 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 dứt lời tử sắc nguyên khí bốc lên không ngừng tốc độ tên lão đại cũng tăng vọt lên phóng rắm về phía trước cổ kim lai thân pháp nhanh nhẹn khẽ nhảy lên bò né được mấy quả đạn pháo mini lúc này hắn dường như cũng có chút hiểu ra bốn người tụ tập trong một giống như tâm thần phân liệt độ xanh rau má nó chứ không thấy chật trội sao thật là kinh tởm mà vẻ mặt cao có cổ kim lai kiếm ánh sáng lại động gấp khúc mà chém ra con hàng lão đại kia ở trong không trung cũng khẽ uốn thân hình bò né được một kiếm vẻ mặt vẫn cười quỷ dị sau đó lại chơi chiêu cũ của cổ kim lai bay vòng vòng xung quanh khiến cổ kim lai cũng phải chửi bậy móc tám đời tổ tiên tứ hung ra mà đi dạo một vòng cổ kim lai phải vất vả chống đỡ bốn xung quanh trong khi đó những âm thanh ầm ý của tứ hung cứ liên tục thay đổi không ngừng, hắn chỉ có một cái miệng mà bốn con hàng thi nhau cướp quyền để hò hét. Đánh xung quanh mãi cũng chán, một lúc sau, tên này từ trên cao phóng xuống, một đạo kim mang cũng lập lòe. Hắn nhe răng ra cười hưng phấn, ngươi đã nghĩ đến việc sẽ đi bán muối như thế nào chưa, hay để ta cắt tai của ngươi trước nhé, giọng nói châm chọc và khiêu khích mười phần. Nhanh lên, cắt tai hắn đi, móc mắt hắn ra, quá dễ dàng với hắn rồi. Ta muốn làm cho lão già này sống còn thống khổ hơn cả đi bán muối, không biết con hàng nào còn chơi ác hơn đòi cắt tờ gym của Mên. Nháy mắt, con hàng lão địa tứ hung cũng vung trưởng đánh tới trước mặt lão cổ. Vung kiếm ánh sáng chặn song trường, vẻ mặt của Kim Lai cũng có chút lo lắng. Con hàng này có bản lĩnh của tứ đại cao thủ hội tụ trên thân một người, rất khó để đối phó với đám tâm thần phân liệt này. Đột nhiên lúc này, ánh mắt tứ hung đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, cùng với đó con hàng lão đại tức giận quát, câm mõm hết cho ta. Dứt lời, đột nhiên đầu hắn đau như búa bổ, méo thèm tấn công nữa, ôm lấy đầu gào thét như lợn chọc tiết, cơ thể của ta ta có thể làm bất cứ điều gì mà ta muốn nhìn cảnh này cổ kim lai cũng không thừa nước đục tấn công đứng từ xa yên tĩnh suy đoán chẳng lẽ là những linh hồn phân liệt kia đang tranh giành nhau quyền khống chế thân thể sao ánh mắt khẽ híp lại cổ kim lai cũng do dự có nên thừa nước đục đối thủ đang yếu mà và cho phát hay không lúc này cái tên quái dị kia không ngừng di chuyển khắp nơi va chạm với kiếm khí của cổ kim lai tạo thành các vụ nổ nho nhỏ tên lão đại cũng đã trở lại bình thường giành quyền khống chế cơ thể toàn thân phát ra quang mang lên tiếng khiêu khích thực lực vừa nãy của ngươi đâu rồi dùng hết sức lực đi chứ ta không chờ được nữa rồi à. a cổ kim lai nhìn tên này hưng phấn lao tới ánh mắt đảo như giang lạc trong đầu cố gắng nảy số bốn linh hồn hợp lại thành một nhất định sẽ phải có khuyết điểm nhưng cái này sẽ nằm ở đâu chứ trong lúc chăm chú hắn thấy tên lão đại luôn dùng tóc che đi cái chán còn luôn dùng một tay bảo vệ chỗ đó vì vậy nhanh chóng suy đoán điểm yếu của tên này nằm ở giữa chán thế là liền vung hai tay hình thành một đạo kim quang nồng đậm hơn ánh mắt tập trung hồng liên kiếm khí chiêu mạnh nhất được hắn bổ ra một đường quang mang lập lòe sáng rực tốc độ cực nhanh khiến tên tứ hung không thể nào bỏ né hay chống đỡ được tay dâng lên chưa kịp đón thì hồng liên bắn thẳng vào giữa chán trong sự kinh hoàng của tên này cả người mất đi nguyên khí hắn nhìn hai bàn tay của mình ngây ngốc hả ngươi đã làm cái quần gì vậy cổ kim lai cũng méo có giải thích chỉ nhẹ giọng cười khẩy cũng không có gì đâu ta thấy hình như có một cái mụn đầu đen trên trán của ngươi cho nên lấy xuống giúp thôi mà đó chỉ là giúp chút xíu thôi không cần phải cảm ơn đâu lúc này một cảnh tượng quái dị cũng hiện ra trên mặt con nàng này xuất hiện thêm mấy cái miệng sau đó thì lại một trận âm thanh vang lên không còn chờ nhau nữa mà đồng thời cùng phát ra đại ca hãy giao cơ thể cho ta nếu là ta ta có thể bóp con hàng này đi bán muối chỉ bằng một chiêu mà thôi hãy nghe ta đi cắt tờ gym của hắn cho chó ăn tên lão đại lập tức dùng tay chặn họng mấy con hàng này tất cả các ngươi hãy im đi nhưng mà có thể chặn được sao những cái miệng kia vẫn kêu gào không ngừng nghỉ đầy quỷ dị tên nào cũng đòi được chiếm hữu quyền điều khiển cơ thể con hàng lão tứ thì vẫn trung thành với ý kiến của mình đòi cắt tờ gym của cổ ma đầu lúc này cổ ma cũng vẫn tiếp tục tấn công tên lão đại chỉ có thể né tránh khiến đám linh hồn phân liệt kháng nghị chậm quá chậm quá hãy để ta điều khiển cơ thể cho khứa nào cũng tranh nhau khiến cho tên lão đại tức giận đừng có làm ồn ào nữa đột nhiên ánh mắt của hắn liếc nhìn sang một bên có cái dự cảm méo ổn chút nào chỉ thấy một đạo kiếm mang khổng lồ bắn thẳng về phía hắn khiến tên này vô lực chống đỡ bắn ngược về phía sau cả người hắn bị bao phủ trong một đạo trận văn lập lóe nổ như pháo hoa đẹp mắt cùng với ánh sáng lóe lên thân ảnh cổ lão ma cũng hiện ra rõ ràng khuôn mặt tự tin, hết tập 6. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.